Công an tỉnh Đắk Lắk vừa điều tra bắt xử lý 12 đối tượng trong vụ án mạng xảy ra ở huyện Chư Mở Ga, tỉnh Đắk Lắk. Vụ việc xảy ra trên tỉnh Lộ 8, đoạn qua buôn Sút Mực Rư, xã Chư Xuê. Sau khi được người dân báo tin có một thi thể nằm bên vệ đường, Công an huyện Chư Mở Ga và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Danh tính nạn nhân được xác định là Y Thống Buôn Giá, sinh năm 2007, trú tại buôn Sút Mực Rư, xã Chư Xuê. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của Công an huyện Chư Mở Ga về cái vụ phát hiện một nam thanh niên tử vong trên đường tỉnh Lộ 8, về vụ án xảy ra vào ban đêm, đường thì rất là vắng vẻ. Chính vì vậy mà gây nhiều cái khó khăn cho cái hoạt động điều tra. Về trước cái tình hình vậy, thì được sự chỉ đạo của đồng chí giám đốc cũng như đồng chí phó giám đốc thủ trưởng Công an cảnh sát điều tra, thì lực lượng cảnh sát hình sự đã huy động các đồng chí có trình độ, năng lực và có kinh nghiệm để phối hợp với Công an huyện Chư Mở Ga để tiến hành rà soát, sàng lọc toàn bộ các số đối tượng nghi vấn ở trên địa bàn huyện Chư Mở Ga và địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Từ đó chúng tôi đã soát xét, sàng lọc và xác định được đối tượng gây án. Nhóm đối tượng gây ra vụ án mạng trên đã bị bắt gồm Triệu Minh Hòa, Phạm Văn Khánh, Lê Quốc Cường, Lê Quốc Vũ, Trần Huy Hoàng, Trần Nhật Nam, Nguyễn Đăng Đức, Đỗ Văn Tiên, Trương Ngọc Trí, Nguyễn Tài Bắc, Nguyễn Hữu Tình và Isaac Li Nie. Nhóm này trú ở huyện Chư Mở Ga và thành phố Buôn Ma Thuột. Quá trình điều tra, bước đầu, cơ quan công an xác định, trước đó do có mâu thuẫn với một thanh niên ở thành phố Buôn Ma Thuột, nên Hòa đã rủ Khánh, Tiên, Tình và Trí mang hung khí đi từ xã Em Nang, huyện Chư Mở Ga lên Buôn Ma Thuột để đánh nhau nhưng không tìm được. Sau đó, khi cả nhóm đang trên đường về, thì bị nhóm của Y Thông Buôn Giá ở buôn Sút Mực Rư, xã Chư Xuê đứng bên đường tỉnh Lộ 8, dùng gạch đá ném làm Hòa và Khánh bị thương. Vì vậy, Hòa và Khánh đã gọi điện tập hợp cả nhóm lại, xách dao, rựa, hung khí các loại, lao vào đánh trả nhóm của Y Thông Buôn Giá. Hậu quả khiến Y Thông Buôn Giá tử vong vì hai vết trọng thương trên đầu và nhiều vết trên người. Tụi em đang đứng ở Chư Xuê, gồm 12 người có mang theo hung khí và bọn em chạy lên dốc Buôn Rư là gặp một nhóm thanh niên, cứ nghĩ là nhóm thanh niên đó ném đá bọn em nên bọn em đã cầm hung khí vào đánh chém. Về trong cái thực tế thì hiện tại số thanh thiếu niên đang còn cái suy nghĩ nó chưa chín chắn, dễ xảy ra các cái xung đột rất là háo thắng. Chính vì vậy mà cũng đề nghị gia đình cũng cần quan tâm giáo dục và quản lý các em, đồng thời đó cũng phải phối hợp với nhà trường và xã hội để cùng quan tâm quản lý giáo dục các em, để không để các em thực hiện các hành vi phạm tội do những cái nguyên nhân bột phát, mâu thuẫn xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ vụ việc để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.